Quái vật ngoại lai tràn ngập Trung Quốc đã từng có mặt ở Việt Nam. Rùa cá sấu, một loại động vật ăn thịt lớn, phàm ăn đã âm thầm xâm chiếm các hồ và sông của Trung Quốc, đe dọa các loài bản địa. Rùa cá sấu có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, đã được nhập khẩu với số lượng lớn vào Trung Quốc trong nhiều năm. Tại đây chúng được nuôi để lấy thịt và bán cho những người muốn sở hữu thú cảnh độc lạ. Trên các trang thương mại điện tử của Trung Quốc, những con rùa cá sấu con được bán với giá chỉ khoảng 20 nhân dân tệ, tương đương với 3 đô la Mỹ một con. Tuy nhiên, người mua thường không biết rằng thú cưng mới của họ sau này sẽ phát triển thành quái vật. Rùa cá sấu đang thích nghi dần, xâm nhập vào hệ sinh thái tự nhiên, làm dấy lên sự lo ngại trong giới hữu trách và các nhà sinh vật học của Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc đưa tin hàng chục trường hợp rùa cá sấu được tìm thấy ở các vùng sông nước trong thập kỷ qua. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2020 cho thấy vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử là những điểm nóng đặc biệt, nơi đây người ta hay bắt gặp rùa cá sấu nhất. Các nhà khoa học cảnh báo nếu những con rùa này thích nghi và bắt đầu sinh sản ở bên ngoài môi trường nuôi nhốt, chúng sẽ tàn phá nghiêm trọng các hệ sinh thái của địa phương. Rùa cá sấu vốn nổi tiếng phàm ăn, có thể ăn mọi thứ từ cá, ếch và rùa nhỏ hơn, cho đến bất kỳ loài động vật có vú nào tình cờ ở dưới nước. Một loạt các loài bản địa của Trung Quốc có thể bị đe dọa bởi loài nguy hiểm này. Rùa cá sấu đang xâm nhập hệ sinh thái của Trung Quốc qua một số con đường. Các trang trại chăn nuôi bị lũ lụt có thể khiến rùa cá sấu nuôi nhốt bị sổng ra. Cũng có một số trường hợp người ta cố tình thả rùa vào tự nhiên. Các Phật tử Trung Quốc thường thả cá, rùa và các động vật khác vào tự nhiên để phóng sinh. Cũng có thể chủ sở hữu vật nuôi thả rùa cá sấu đi sau khi nhận ra sinh vật đó không phải là rùa thông thường. Các nhà chức trách Trung Quốc đang cố gắng kiểm soát hoạt động phóng sinh, vốn dẫn đến một số lượng lớn các loài không bản địa được thả vào sông hồ, làm đảo lộn cân bằng hệ sinh thái địa phương. Các loài xâm lấn được coi là mối đe dọa lớn đối với đa dạng sinh học của Trung Quốc. Vào tháng 5 năm 2021 ở Việt Nam, người dân cũng bắt được rùa cá sấu quý hiếm Đầm Thị Nại ở Quy Nhơn, Bình Định. Đây là lần đầu tiên rùa cá sấu xuất hiện tại Bình Định. Vì là loài ngoại lai không thể thả về môi trường tự nhiên, Chi cục Thủy sản Bình Định đã liên hệ và bàn giao cho vườn thú FLC Zoo Safari ở Quy Nhơn để chăm sóc và nuôi dưỡng. Thưa quý vị, trước tình trạng giá thực phẩm, trong đó đặc biệt có giá lợn hơi tăng nhanh trong gần một tháng nay, vào ngày hôm nay thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức họp báo về thực hiện giải pháp cung cầu thực phẩm cũng như là kiềm chế chỉ số giá tiêu dùng CPI. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, tính đến hết tháng 7, tổng đàn lợn của cả nước đạt hơn 28 triệu con, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng khoảng 2,12 triệu tấn, tăng 5,7%. Giá lợn hơi tăng nhanh, đạt mức trên 70.000 đồng 1 kg trong thời gian qua là do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh. Trong khi, lợn hơi cần thiết phải thiết lập mặt bằng giá mới để phù hợp với kinh tế thị trường. Vấn đề kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng CPI, ngành nông nghiệp sẽ sớm đưa ra giải pháp điều chỉnh. Cái giá đầu ra tương đối thuận lợi như thế này, thì cái tốc độ tăng trưởng của đàn lợn nói chung sẽ cao. Như năm 2021 là chúng ta giết mổ 51 triệu con, thì năm nay chúng ta cũng sẽ phấn đấu trên cái mức 51 triệu con lợn thương phẩm. Chúng ta sẽ hết sức cố gắng để điều chỉnh làm sao cái tốc độ tăng trưởng với cái giá thị trường không quá cao mà không quá thấp. Như vậy là người tiêu dùng và người chăn nuôi đều được hưởng cái lợi ích từ cái phát triển chăn nuôi. Tuy nhiên, cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay do sự chênh lệch về giá cả lợn, sản phẩm từ lợn giữa Việt Nam và các nước láng giềng dẫn đến hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới giữa Việt Nam và các nước có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là việc vận chuyển lợn từ Việt Nam qua biên giới phía Bắc. Bây giờ biên giới cũng được siết chặt, lợn không le được như ngày xưa, nhưng cái việc mổ, chặt mảnh, trở sang Trung Quốc là vẫn có những hiện tượng xảy ra. Do vậy mà đồng thời với việc thúc đẩy phát triển chăn nuôi, nói chung trong nó có chăn nuôi lợn với chiếm một cái tỷ trọng thịt trên dưới 70%, thì chúng ta rà soát cái việc kiểm tra ở các cái tỉnh biên giới
vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo được cái nguồn cung trong nước ổn định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, về cơ bản không thể kiểm soát giá đầu ra của mặt hàng lợn hơi, mà cần có giải pháp điều chỉnh chi phí đầu vào. Từ đó, giá đầu ra sẽ điều chỉnh về mức phù hợp có lợi cho người chăn nuôi và người tiêu dùng. Thưa quý vị, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. UNDP hiện đã có mặt tại hơn 166 quốc gia với 90% nguồn vốn viện trợ là dành cho các quốc gia nghèo đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Nhân chuyến công du tại châu Á trong tuần qua, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kiêm giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNDP, bà Kani Wicknaraja đã có buổi thăm và làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tiếp đón bà Kani Wicknaraja, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã đánh giá cao vai trò và những đóng góp của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP dành cho nông nghiệp của Việt Nam trong hơn 40 năm qua, thông qua các dự án hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ khẩn cấp, chuyển giao tri thức để cải thiện sinh kế. UNDP đã phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân Việt Nam, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Cam kết của chính phủ Việt Nam không chỉ là cam kết và đã có những hành động cụ thể để triển khai các cái hoạt động, những cái cam kết của chúng ta về cái phát triển bền vững. Và vì thế thì cái công tác hợp tác quốc tế đóng một cái vai trò quan trọng để mà có thể thu hút các cái đối tác quốc tế vào hỗ trợ chúng ta để cùng chia sẻ thông tin với các đối tác quốc tế, cũng như là thúc đẩy các đối tác quốc tế cùng Việt Nam để triển khai tốt cái cam kết toàn cầu về phát triển bền vững cũng như để ứng phó biến đổi khí hậu. Trong hơn 40 năm có mặt tại Việt Nam, UNDP luôn là đối tác phát triển tiên phong, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong các hoạt động xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, thúc đẩy chuyển đổi canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. UNDP đã và đang giúp Việt Nam huy động nguồn tài chính khí hậu không hoàn lại rất lớn cho các lĩnh vực này. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2017-2021, UNDP đã huy động được hơn 61 triệu đô la Mỹ cho các chương trình hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam. Những định hướng mới trong sản xuất nông nghiệp của Việt Nam cho thấy sự chuyển mình của cả một quốc gia. Về mặt sản xuất, Việt Nam đang cho thế giới thấy một hệ thống canh tác ngày một xanh hơn, mà trọng tâm ở đó bao gồm cả người nông dân yếu thế. Cùng lúc, Việt Nam đang vươn lên với tư cách là một nhà xuất khẩu nông sản lớn của thế giới. Việt Nam không những đảm bảo được an ninh lương thực nội vùng, mà còn góp phần đảm bảo nhân quyền và an ninh lương thực toàn cầu. Đây là điều mà chúng tôi tự hào về Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các quốc gia có thu nhập thấp, sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức về cạnh tranh thị trường và canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu. Đại diện của UNDP đã nhấn mạnh vai trò hợp tác cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Theo đó, hai bên cam kết duy trì việc hỗ trợ chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng xanh, bảo tồn và bền vững, cũng như huy động nguồn vốn hỗ trợ, xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Thưa quý vị, sau 5 ngày tập huấn, khóa học dành cho 30 cán bộ bảo vệ thực vật đến từ 14 tỉnh thành phía Bắc với nội dung quản lý tổng hợp sâu keo mùa thu gây hại trên cây ngô, do Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO và Cục Bảo vệ thực vật phối hợp đã kết thúc. Những kiến thức tổng quát mới cập nhật về đặc điểm sinh học, sinh thái, khả năng gây hại của sâu keo mùa thu cũng như là các biện pháp phòng trừ hữu hiệu, bao gồm sử dụng bẫy bả chua ngọt, bẫy pheromone đã được giới thiệu một cách cặn kẽ đến học viên. Trở về địa phương, các học viên cho biết họ đã sẵn sàng để chuyển giao những kiến thức mới mẻ hữu ích này đến các đồng nghiệp và bà con nông dân. Với các giảng viên là những người dày dặn kinh nghiệm đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Bảo vệ Thực vật, Cục Bảo vệ Thực vật và các trung tâm bảo vệ thực vật miền Bắc, miền Trung. Suốt 5 ngày học tập, 30 học viên là các cán bộ bảo vệ thực vật đến từ 14 tỉnh thành phía Bắc đã được hệ thống hóa toàn bộ các kiến thức từ đặc điểm sinh học, sinh thái đến khả năng gây hại của sâu keo mùa thu, cũng như các biện pháp phòng trừ sâu keo an toàn, hiệu quả, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Qua cái bài giảng của các thầy cô giáo đã giúp tôi là hình dung và hệ thống lại được cái kiến thức mà mình đã có từ trước và hiểu biết thêm về con sâu keo mùa thu này. Sau này thì trong quá trình đi công tác thì cái chuyện truyền tải đến bà con nông dân trong khâu quản lý về sâu keo mùa thu sẽ được
tốt hơn. Những cái bài giảng mà các chuyên gia tham gia ở cái chương trình này thì tôi thấy rằng là đều rất là được chuẩn bị rất là tốt, rất là hữu ích và bổ sung cho tôi rất là nhiều trong những cái kiến thức trong cái công việc của tôi. Trong 5 ngày được tiếp thu những cái kiến thức, những giảng viên cũng như chuyên gia, chúng tôi thấy là rất là bổ ích và những cái kiến thức này chúng tôi học được và biết được và được thực hành thì chúng tôi sẽ về địa phương và chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển giao cho đến các bà con nông dân để sử dụng làm sao nó có hiệu quả nhất và an toàn nhất. Ngô là loại cây lương thực rất quan trọng, đứng thứ hai chỉ sau lúa gạo ở nước ta. Do đó, bên cạnh được cập nhật những kiến thức mới mẻ, các biện pháp phòng chống sâu keo mùa thu trên cây ngô để không làm tổn hại đến môi trường và sức khỏe con người. Nhiệm vụ của 30 học viên sau khi tham dự khóa học này là trở về địa phương phải tham mưu với lãnh đạo các chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, xây dựng các lớp tập huấn cho nông dân trồng ngô, mà chính các học viên này sẽ là giảng viên đứng lớp. Thì cái quan trọng nhất là cái kiến thức, cái quy trình đấy chúng ta vận dụng vào để chúng ta xây dựng một cái lớp học cho nông dân, gọi lớp FFS. Ở địa phương như thế nào, đấy mới là cái quan trọng nhất và chúng tôi yêu cầu là sau 5 ngày là anh có thể xây dựng được cái nội dung, cái chương trình để tổ chức một cái lớp FS ở địa phương để phòng chống sâu keo mùa thu, thì đấy là một trong những cái yêu cầu chúng tôi cho một cái khóa học mặc dù cái thời gian rất là ngắn. Rất là mong muốn là sau cái lớp học này các anh các chị có thể lĩnh hội được toàn bộ những cái kiến thức mà các giảng viên đã mang đến cho lớp học và đặc biệt là các cái thực hành, các cái kỹ năng thực hành sau khi học lý thuyết thì được thực hành tại chỗ thì có thể nắm được cả kiến thức và cả thực hành và thành những cái chuyên gia về để làm ở địa phương mình. Mà có những vướng mắc gì mà các học viên chưa có thể là tự giải quyết được thì cũng có thể là phối hợp với tất cả các học viên trong lớp của mình và phối hợp với các giảng viên có thể là giải quyết những cái vấn đề đang tồn đọng trong sản xuất của bà con nông dân để làm sao mà giúp bà con nông dân có sản xuất ngô mà thứ nhất là tăng năng suất, thứ hai đó là giảm cái chi phí và thứ ba là nâng cao hiệu quả kinh tế và đảm bảo cái chất lượng của cây ngô. Kết thúc khóa học, chứng nhận hoàn thành khóa học được trao cho các học viên. Đây vừa là sự ghi nhận của ban tổ chức với nỗ lực của họ trong suốt khóa học, nhưng cũng là lời nhắc nhở đối với họ, những cán bộ bảo vệ thực vật trẻ, nhiệt huyết trong việc truyền tải những kiến thức mà họ đã thu nạp được đến nông dân, để nông dân có thể canh tác ngô hiệu quả, phòng trừ sâu keo một cách bền vững, không làm tổn hại đến sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường.